Mới về mẫu mới hả anh? Ok, đúng rồi em trai. Đây là chiếc DK Liva. Đây là phiên bản mới cũng như là cái mẫu mới năm nay của hãng DK thì vừa mới tung ra thị trường. Con này thì có cái kiểu dáng thiết kế hoàn toàn mới, nó không giống một cái mẫu sản phẩm nào hoặc là đã có những sản phẩm nào tiềm nhận trước anh em nhé. Và chiếc xe này thì hướng tới những bạn học sinh cũng như là sinh viên trẻ trung năng động. Để sở hữu chiếc xe này thì chúng ta chỉ cần chưa đủ 16 tuổi chúng ta cũng đã có thể đi được rồi. Đây là một chiếc xe có bàn đạp nhé, kết hợp bàn đạp đấy anh em nhé. Đấy mọi người này, rất là tiện lợi. Và điểm đặc biệt trên mẫu xe này là chiếc xe chạy với 5 bình ắc quy to, có thể quãng đường di chuyển tới 80 km một sạc. Nó tương ứng như một chiếc xe máy điện. Và chiếc xe này thì không phải đăng ký biển số, đương nhiên rồi. Đó. Thì những bạn mà đang chưa đủ 16 tuổi thì xem được cái mẫu xe này thì có thể lựa chọn. Đây là cái phương tiện thay cho dòng xe máy điện cho mọi người nhé. Có thiết kế thì đến từ tương lai mọi người nhé. Với phần đằng trước với cái kiểu tay lái như này, khá là ngộ nghĩnh và rất đẹp. Và sâu ở bên trong thì chúng ta có một cái cụm LED đồng hồ điện tử này. Ở đây thì chúng ta có khóa cơ và tích hợp thẻ từ. Chiếc xe rất tiện lợi. Cái cảm nhận đầu tiên mình ngồi lên cái mẫu này nó rất là nhẹ mọi người ạ. Nó nhẹ nhàng và mình dắt đi dắt lại rất là dễ. Với cái ưu điểm nhẹ nhàng như này thì nó sẽ phù hợp hơn cho những em học sinh. Bởi vì khi mà chúng ta đi học thì chúng ta có thể để xe vào trong lán xe ấy. Đó, nó nhẹ như này thì mình dắt đi rất là dễ dàng. Đó. Ở đây phần toàn đây là phần nhựa nhé. Nhựa là nhựa ABS, nhựa dẻo rất là chắc chắn ở đây. Đó. Và chiếc xe này thì có hai chỗ ngồi tách biệt như này. Đó, nó sẽ ngồi sẽ thoải mái hơn. Ok, mẫu này rất đẹp đúng không mọi người? Anh em thấy mẫu này như nào? Có thể để ở dưới phần bình luận ý kiến của mình nhá. Ok.